Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Hôm nay mời quý vị đến với phần tiếp theo của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo, người đọc Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn nhớ like, share video và comment nhận xét những nhận xét của quý vị dưới mỗi video. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, mấy câu này đã khiến cho hai hàng chân mày của Mạnh Thiên Sở càng nhíu tít lại. Túi rất nặng ư, đó là cái gì, tăng vật, bảo bối hay là thi thể? Nghĩ tới thi thể, Mạnh Thiên Sở rung động tâm can. Đây là kết quả mà hắn không hy vọng có nhất, thế nhưng lại là có khả năng nhất. Nhân vì tăng vật hay là bảo bối đều không cần thiết phải chôn vào đất. Tả gia của nàng ta, nhà lớn, nghiệp lớn, chỗ để giấu của dĩ nhiên là có rất nhiều. Vương Bộ Đầu tiếp tục kể. Tôi cảm thấy sơn trang đó rất kỳ quái. Chờ bọn họ đi rồi, tôi lén lén tiền nhập vào sơn trang, quan sát bốn phía. Phát hiện trong vườn phân làm ba bộ phận. Phần trồng hoa ở phía trước sơn trang, phần ở giữa dường như là chỗ ở của chủ nhân. Đại khái có khoảng 20 gian phòng. Trong vườn nhà toàn trồng hoa mẫu đơn, hoa mai, hoa trúc, là những thứ cây cỏ có trong đình viện. Phía sau là nhà vườn dành cho người làm, đơn giản nhưng rất thanh khiết. Có nhà bếp, nhà chứa củi, nhà kho, bố trí rất đầy đủ. Thế nhưng không có bất kỳ người làm nào ở trong đó cả. Những điều này Mạnh Thiên Sở đã biết rõ. Hắn quan tâm nhất là trong những túi chôn ấy chứa những cái gì. Không chờ hắn hỏi, Vương Bộ Đầu đã nói ra ngay. Chờ trời tối, tôi mới lén mò vào chỗ chôn, cẩn thận đào cái lỗ đó lên, mở túi ra xem. Sư gia, ngài đoán trong đó có những gì nào? Thi thể phải không? Mạnh Thiên Sở mặt vẻ đầy u rũ liền đáp. Sư gia, sao ngài biết vậy? Không sai, chính là thi thể. Tổng cộng có 5 thi thể, có nam, có nữ, không phát hiện có ngoại thương hay xuất huyết gì, xem ra là bị hạ độc hoặc là bị bóp cổ chết gì đó. Mạnh Thiên Sở nhất mực có hảo cảm với Tả Dây Âm, hiện giờ phát hiện chuyện lạ liên quan đến nàng ta xảy ra liên tục, nói không chừng là hung thủ giết người, không khỏi chán nản vô cùng, liền hỏi. Ngươi còn phát hiện vấn đề gì khác không? Vương Bộ Đầu lúc bây giờ gật gật đầu, đưa đầu tới, thần bí hề hề, hạ giọng nói. Sư gia, ngài biết vì sao người của Đông Hán kiếm chuyện với Tả cô nương ngày đó hay không? Vì sao? Vấn đề này liên quan đến điều Mạnh Thiên Sở quan tâm và cảm thấy khẩn trương nhất. Ấy chính là Tả cô nương rốt cuộc là có liên hệ gì với Đông Hán? Nhà môn chúng ta có huynh đệ quen biết với người của Đông Hán. Tôi lấy bạc bảo hắn thỉnh khách, dò hỏi tình huống. Bây giờ mới biết thì ra phụ thân của Tả cô nương không phải là cáo lão hoàn hương, mà 3 năm trước đây đào hôn chạy về trốn ở Hàng Châu này. Nhạc phụ của Tả lão gia tử là lễ bộ thượng thư, tìm kiếm khắp nơi mà tìm không thấy, đành phải bó tay. Thế nhưng con gái ông ta thì sống chết gì cũng đòi tìm được Tả lão gia tử mang về, nên mới bỏ tiền thông quan hệ với một ti phòng của Đông Hán, nhờ Đông Hán tra dùm. Tai mắt của Đông Hán phủ rộng khắp toàn quốc, nhanh chóng phát hiện Tả lão gia tử ẩn cư ở Hàng Châu, liền phái tên dịch trưởng Tiếu Chấn mang theo người đến bắt Tả lão gia tử và 2 mẹ con Tả phu nhân mang về kinh thành. Không ngờ là Tả cô nương này quả nhiên là có lai lịch bất phàm. Ti phòng dịch trưởng đó cũng không làm gì được nên không dám động tới họ. Tả cô nương rốt cuộc là có lai lịch thế nào, các ngươi có thám thính được hay không? Vương Bộ Đầu bấy lúc bấy giờ lắc lắc đầu nói tiếp. Vị tiểu dịch trưởng đó với chuyện này kín miệng như bưng. Những tên phiên tử khác thì không hề thấy thẻ bài trên tay của Tả cô nương lúc đó, cho nên không biết Tả cô nương rốt cuộc là người như thế nào mà có thể khiến cho người của Đông Hán sợ đến mức như vậy. Điều này quả là kỳ quái. Tiếu dịch trưởng đối với thân phận của Tả cô nương bảo mật như vậy, khiến cho quầng hào quang trên đầu của Tả Dây Âm lại tăng thêm một vòng. Mạnh Thiên Sở có nghĩ nát óc cũng không đoán ra Tả Dây Âm là thần thánh phương nào. Vương Bộ Đầu thấy Mạnh Thiên Sở cúi đầu suy nghĩ cũng không dám quấy rầy. Nghĩ một hồi không được manh mối gì, Mạnh Thiên Sở hỏi. Tống Tường Vũ đâu? Hắn có tiềm nhập vào nhà của Tả Dây Âm chưa? Hy vọng Tống Tường Vũ có thể mang về một ít tin tức hữu dụng, giúp hắn hiểu hơn về cô nàng thần bí này. Mặt của Vương Bộ Đầu xuất hiện vẻ lo lắng. Tôi từ Dây Âm sơn trang cưỡi ngựa về, vội về Tả gia đại viện. Các huynh đệ thủ vệ ngoài đó nói trời tối xong là Tống huynh đệ lèn vào Tả gia đại viện ngay. Thế nhưng mãi vẫn chưa ra, cũng không nghe bên trong đó có động tĩnh gì kỳ quái. Đến hiện giờ đã gần 2 canh giờ rồi, tôi sợ cậu ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không chừng.
Mạnh Thiên Sở đứng vụt dậy, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Ta lập tức đi Tả Gia tìm Tả Giai Âm xem xét tình hình." Vương Bộ Đầu cũng đứng bật dậy nói: "Sư gia không được mạo hiểm." "Không sao đâu, nếu như Tả Giai Âm đã biết ta đang tra cô ta, muốn hạ thủ với ta, bằng bản lãnh đối phó với Đông Hán trước đó của cô ta, muốn lấy cái mạng nhỏ của ta là dễ dàng vô cùng. Lý Như Hàn hiện giờ cũng ở Tả Gia, án công tử của chi phủ đại nhân bị giết cũng rơi vào người của kẻ này. Nếu như đêm nay đến canh ba ta không về, các ngươi cứ báo cáo Thái Chi huyện để ông ta tự xử lý thôi." Lời này sao mà giống để lại di ngôn như thế. Mạnh Thiên Sở chép miệng, hắn tịnh không nhận thấy rằng mình đang đi vào hang hổ. Căn cứ vào biểu hiện của Tả Giai Âm đối với hắn, trong tiềm thức hắn tin rằng Tả Giai Âm sẽ không hạ độc thủ với mình. Vương Bộ Đầu vội nói: "Vậy tiểu nhân mang mấy huynh đệ để đi cùng ngài?" "Không cần, cô ta nếu muốn hạ thủ với chúng ta thật, mấy huynh đệ bộ khoái của chúng ta thế này chỉ sợ không đủ đâu. Các người ở ngoài chờ là được rồi." Mạnh Thiên Sở không dặn dò gì thêm nữa, chào Hạ Phượng Nghi xong, ngồi kiệu mang theo Vương Bộ Đầu đi thẳng đến nhà Tả lão gia. Mạnh Thiên Sở cho Vương Bộ Đầu và các bộ khoái thủ ở ngoài cửa như cũ, còn bản thân thì hạ kiệu trước cửa của đại viện của Tả gia, chỉnh sửa y phục, ngước đầu nhìn, thấy Tả phủ quả nhiên khí phái, so với nhà của Lý đại viên ngoại không kém gì. Ở cửa có mấy gia nô và người gác, mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở một tay cầm bái thiếp, một tay vén áo bước lên bậc tam cấp, đưa bái thiếp cho một trong những người gác cổng đó. Tên gác cổng đó nhìn, vội cười cầu tài nói: "À, thì ra là Mạnh sư gia, Tả lão gia của chúng tôi bệnh nặng, chỉ sợ không tiếp khách được thôi." "Ta muốn gặp Tả cô nương của các ngươi. Đúng rồi, nghe nói Lý công tử cũng ở trong phủ, ta cũng đang tìm cậu ấy, gặp luôn cũng được." "Vâng, vâng, thỉnh sư gia vào, tiểu nhân dẫn ngài đi." Người gác cổng dẫn Mạnh Thiên Sở đi, xuyên qua đình đài, lầu các, uốn lượn vòng vo đến phòng khách, mời ngồi rồi dâng trà lên, sau đó cười hề hề nói: "Thỉnh sư gia ngồi nghỉ một chút, tiểu nhân đi báo cáo cô nương ngay." Mạnh Thiên Sở lập tức chụp cánh tay của tên gác cổng: "Đi, không cần phiền phức như vậy, người trực tiếp dẫn ta đi tìm cô nương của các ngươi là được, ta có chuyện gấp." Cái này, cô nương mà biết sẽ..." "Có ta ở đây, cứ nói là ta bức ngươi." Mạnh Thiên Sở siết chặt tay, bàn tay như kềm sắt, nửa thân trên của tên gác cổng đó tê dại ngay, chỉ còn biết lê chân dẫn Mạnh Thiên Sở vào hậu đường. Xuyên qua mấy hành lang nữa, đến cửa của một ngôi nhà nhỏ ở hậu đường, người gác cổng nói: "Mạnh gia, đến rồi, cô nương ở trong phòng ngủ." Người gác cổng vừa định hô nói Mạnh gia đến, Mạnh Thiên Sở đã nhanh tay bóp cổ bịt miệng y, không cho y nói. Sau đó nhìn y lắc đầu, hạ giọng bảo: "Ta muốn đùa với cô nương các ngươi một chút, các ngươi đừng lên tiếng." Sau đó hắn từ từ bỏ tên gác ra, ra hiệu bảo hắn đi. Tên gác vội khom người lùi lại bỏ đi. Mạnh Thiên Sở nhón gót tiến vào vườn. Lúc này trời đã tối hẳn, khuê phòng của Tả Giai Âm ánh lên ngọn đèn, một thân ảnh xinh đẹp hiện lên ở cửa sổ, di động qua lại. Mạnh Thiên Sở dùng ngón tay nhấp nước bọt, khẽ chọc giấy dán cửa nhìn vào trong, thấy đó là một căn nhà hai phòng. Phòng bên ngoài là Tả Giai Âm đang đi qua đi lại, dáng vẻ vô cùng khẩn trương. Trong phòng có tiếng rên của nam nhân, tiếng rên có vẻ thập phần thống khổ. "Thế nào rồi?" Tả Giai Âm thấy một tiểu nha hoàn tiến vào, vội hỏi: "Ý của lão đạo trưởng là tăng thêm lượng thuốc thử, bảo em đến hỏi ý kiến của cô nương." Tả Giai Âm chủ trừ không nói, nha hoàn dục: "Cô nương, cô đừng do dự nữa, lão gia đang thống khổ lắm rồi, lão phu nhân cũng không có chủ ý gì, cô hãy nhanh chóng nghĩ biện pháp đi." "Được thôi, án chiếu theo lời sư phụ ta mà làm đi." "Dạ được, lô tì lập tức đi ngay." Nói xong, nha hoàn đó đẩy cửa bước ra, nhanh chóng bước về phía hậu viện. Tả Giai Âm thở dài một hơi, ngồi thừ xuống trước bàn trang điểm. Lúc này chợt nghe tiếng rên rừ của nam nhân trong phòng: "Giai Âm, cầu xin nàng cho ta một liều đi, ta chịu không nổi nữa rồi." Thanh âm này thập phần quen thuộc: "Những ngày tháng khổ sở của ngươi còn dài lắm, từ từ mà chịu đi." Giọng nói của Tả Giai Âm rất lạnh, khiến người nghe không khỏi dựng tóc gáy: "Ta chính là muốn ngươi chịu hết mọi giày vò, từ từ mà chết đi." "Giai Âm, nàng thanh âm đó run rẩy phảng phất như nhìn thấy ma quỷ vậy, tiếp theo đó nghiến răng nói:
cô đừng bức người quá đáng, bức ta gấp quá, ta đem chuyện của cô nói hết ra. Tả Giai Âm đến trước cửa gian phòng, vén rèm lên dựa vào cửa, gương mặt xinh đẹp đầy vẻ lạnh lùng, thậm chí có mấy phần dữ tợn. Vậy ngươi cứ đi nói đi cho xong, trước hết hay nói rõ từ việc ngươi đoạt gia sản, giết chết anh ruột của mình. À đúng rồi, còn việc dụ Kha Trù dùng thuốc để trúng độc mà chết nữa ấy. Những cái này ngươi cứ nói hết ra, đừng có quên những tình tiết kinh tâm động phách đó. Nếu mà không nói ra, nếu không người khác làm sao mà biết được Lý đại công tử không những là con ông cháu cha ăn chơi chắc táng, mà còn là kẻ không việc ác gì không dám làm, không bằng cầm thú. Không, ta sai rồi, Giai Âm, Lý Như Hàn ta không phải là người, là súc sinh, ta không nên giết chết Như Liên, không nên giết chết Như Hiên, nhưng đó là vì nàng biết là ta thích nàng mà. Vì ta sao? Người vì gia sản họ Lý các người, ta chẳng qua là bị thuận tiện kéo vào mà thôi. Không, Giai Âm, ta thật thích nàng mà, yêu nàng thật nhiều. Vì nàng, ta không cần gia sản gì hết, cái gì cũng không cần, chỉ cần một mình nàng mà thôi. Lý Như Hàn nuốt ực một ngụm nước bọt. Ta cái gì cũng nghe nàng hết, ta đã là trâu, là ngựa của nàng rồi. Ta cầu nàng cấp cho ta một chút thuốc đi, hiện giờ trong người của ta như có giòi, có giun đang gặm vậy. À, ta sắp chết rồi. Kẻ này là Lý Như Hàn hay sao? Kha Trù bị Lý Như Hàn dụ uống độc dược mà chết. Mạnh Thiên Sở có hơi bất ngờ, nhưng khi biết đáp án này, rất nhiều tình tiết còn đang mơ hồ trong vụ án bỗng chốc đã được sáng tỏ. Mạnh Thiên Sở định thần nhìn kỹ, thấy trong phòng có một người đang co rúc, chỉ thấy được nửa thân trên. Lúc này người đó đang ngửa đầu, nước mũi nước bọt chảy đầy, đang khổ sở khẩn cầu Tả Giai Âm. Tả Giai Âm khinh bỉ nhìn Lý Như Hàn đang quỳ trên đất, từ từ móc ra một túi nhỏ, cầm thải thải trong tay, liền nói: Sao, có muốn không? Hai mắt của Lý Như Hàn lập tức sáng rực lên. Muốn, cầu xin nàng, Giai Âm, cho ta đi. Ta làm chó vậy, ta sẽ học theo chó, sủa cho nàng vui. Nàng bảo ta làm cái gì, ta cũng làm hết. Lý Như Hàn phảng phất như bị uống thuốc kích thích, quỳ nhỏng trên đất rồi bò khắp phòng, miệng không ngừng sủa gâu gâu loạn xạ, mắt cứ nhìn chừng chừng vào cái gói nhỏ trong tay của Tả Giai Âm. Tả Giai Âm đưa ngón tay thon thẳng lấy một viên thuốc nhỏ, cười lạnh nhìn Lý Như Hàn. Lý Như Hàn lập tức quỳ xuống, hai tay giống như con chó cụp cụp, há miệng thật to, lè lưỡi thật dài, hai mắt phát quang nhìn viên thuốc nhỏ trong tay của Tả Giai Âm. Tả Giai Âm đang chuẩn bị búng viên thuốc đó ra thì chợt nghe ngoài cửa có tiếng người cười nói: Tả cô nương, thì ra là lén nuôi một con chó biết nói chuyện. Tiếp theo đó có người vén rèm tiến vào, đương nhiên là Mạnh Thiên Sở. Tả Giai Âm nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, gương mặt lạnh như băng, không có chút ngạc nhiên hay kinh hoàng, ngược lại mỉm cười. Mạnh gia, ngài sao bây giờ mới tới? Giai Âm dự kiến là ngài đến sớm hơn nữa kìa. Tống tiểu bộ khoái của các ngài đã làm khách ở chỗ chúng tôi lâu lắm rồi. Lý Như Hàn đột nhiên nhìn thấy Mạnh Thiên Sở có điểm hoảng kinh, mặt hiện lên vẻ hổ thẹn. Tuy nhiên ánh mắt của y lập tức trở về lại viên thuốc nhỏ trên tay của Tả Giai Âm. Đến lúc này, cho dù là Hoàng thượng lão tử có đến cũng nghe rằng không có sức hấp dẫn đối với y bằng viên thuốc đó. Mạnh Thiên Sở liền đáp: Đa tạ Tả cô nương đã chiếu cố cho Tống bộ khoái, cậu ấy còn là đứa nhỏ, mong Tả cô nương đừng làm khó cho cậu ấy. Cậu nhóc ư? Ta thấy tên trộm vặt thì có, nếu không sao trèo tường tiến vào nhà ta làm cái gì? Mạnh sư gia không phải không biết đấy chứ, theo quy định của Đại Minh luật, tự tiện tiến vào nhà dân có thể đương trường đánh chết miễn bàn. Ồ, với tâm lòng rộng rãi của Tả cô nương, sao lại đi tính toán với một hài tử chứ? Nói thật nha, Tống Ngộ Khoái là do bỉ nhân phái đến, mong Tả cô nương nể mặt bỉ nhân một phần, tha cho cậu ấy đi. Sư gia đã mở lời thì Giai Âm làm sao mà cự tuyệt được đây? Tả Giai Âm bước đến cửa, lớn tiếng gọi một nha hoàn dặn dò đưa Tống Từng Vũ tới. Tả Giai Âm liền nói: Mạnh gia, phái tên tiểu bộ khoái lén tiềm nhập vào nhà ta là có ý gì đây? Nếu như sư gia muốn biết cái gì đó thì có thể trực tiếp hỏi Giai Âm, Giai Âm nhất định thành thật mà nói hết mà. Ồ, thứ khiến người ta hiếu kỳ trên người cô nương có quá nhiều, bỉ nhân sẽ lần lượt thỉnh giáo với cô nương hết vậy.
Mạnh Thiên Sở nhìn Lý Nhớ Hàn đang nằm co quắp trên mặt đất nhìn hoàn thuốc với thần tình đáng thương, cười cười đưa tay ra hỏi Tả Giai Âm: cô có thể cho ta mượn hoàn thuốc này không? Được. Tả Giai Âm cười tươi hơn, dễ dãi đưa gói giấy chứa thuốc đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy, kẹp rút ra một viên, trước hết nhìn thật kỹ, sau đó đưa lên mỗi người, lắc đầu hỏi: Tả cô nương, sao lại phối trí loại thuốc hại người như thế này? Hại người sao? Thần tình của Tả Giai Âm có phần sửng sốt, nghi hoặc nhìn hắn. Huynh có biết công hiệu của dược hoàn này không? Đây là thuốc quý, cứu mạng của người đó. Vậy sao? Mạnh Thiên Sở chỉ Lý Như Hàn đã chảy nước dãi và mồ hôi ròng ròng trên đất. Cái này mà gọi là cứu người sao? Thuốc cứu người có tốt cách mấy mà dùng không đúng thì cũng là hại người. Tả Giai Âm hiện vẻ mặt đầy khinh bỉ nhìn Lý Như Hàn. Hắn có ngày hôm nay đều là ứng với tội lỗi đã gây ra mà thôi. Ồ, ta vừa rồi đã nghe cô nói hết rồi. Lý Như Hàn giết chết ca ca Lý Như Hiên của hắn cũng là tình nhân đầu đời của cô, do đó cô mới dùng loại thuốc này khiến hắn bị nghiện, từ từ đày đọa hắn để báo thù cho tình nhân đầu đời của cô, có đúng không? Lời này cuối cùng đã gây sự chú ý của Lý Như Hàn. Y bây giờ mới nhớ vị hình danh sư gia khiến người ta khủng bố này vừa rồi đã ở ngoài cửa sổ nghe hết chuyện hai người nói. Giết người dù sao cũng phải thưởng mạng nên y không khỏi lạnh người. Tả Giai Âm kinh dị nhìn Mạnh Thiên Sở: huynh biết loại thuốc này sao? Cha cha. Mạnh Thiên Sở buồn cười, ở triều đại này nhất định không có ai biết rõ về loại thuốc này hơn hắn, xuyên việt từ thời hiện đại tới. Mạnh Thiên Sở cầm lấy một viên nói: loại thuốc này gọi là nha phiến, tục xưng là thuốc phiện, là dùng một loại dịch của trái anh túc chưa chín mà làm thành, có mùi khai như nước tiểu, chủ trị bệnh đầu váng, mắt hoa hay là bị tiêu chảy. Nhưng nó rất dễ khiến người ta bị nghiện, mà một khi bị nghiện rồi thì khó giải trừ, sẽ phá hủy cơ thể, cuối cùng phải chịu cái chết rất bi thảm. Trung Quốc cổ đại đã nắm trong tay thuộc tính thuốc của nha phiến. Từ thời Đường đã nhập nha phiến từ Ả Dập, gọi là A Phủ Dung. Năm 973 công nguyên, Bắc Tống ấn hành khai bảo Bồn Thao, trong đó nha phiến được định danh là anh túc. Lý Thời Chân trong Bồn Thảo Cương Mục đã mô tả rõ ràng công dụng, hình thái và chế phẩm của anh túc một cách toàn diện và có hệ thống. Đương thời, nha phiến có tên chính là A Phủ Dung, được cho vào danh sách của các dược phẩm mới, cho nên trung kỳ của Minh Triều mới có người bắt đầu hút dùng nha phiến, nhưng chẳng qua chỉ là dùng một số lượng rất rõ hoặc rất nhỏ, hoặc cùng dùng với các loại thuốc khác mà thôi. Do lúc này, nha phiến chỉ được dùng dưới góc độ dược vật quý hiếm, bá tánh bình dân rất hiếm khi biết loại thuốc này, càng không thể hiểu loại thuốc này có thể khiến người ta bị nghiện. Do đó, Mạnh Thiên Sở nói danh phách ra như vậy, khiến cho Tả Giai Âm quả là kinh hãi muộn phần. Trận to mắt nhìn giống như nhìn một con quái vật vậy. Mạnh Thiên Sở cười nói: trong Giai Âm sơn trang của Tả cô nương trồng đầy loại hoa anh túc này, cổ xưng là A Phổ Dung. Ngày đó ta thấy cô nương và Lý công tử đi từ trong đám hoa này ra, ta vô cùng kinh ngạc. Không khỏi kinh ngạc vì Tả cô nương và Lý công tử ở cùng một chỗ, mà là Tả cô nương sao lại trồng nhiều hoa anh túc thế này. Rất hiển nhiên, không chỉ vì cung cấp nha phiến để đầy đọa Lý công tử, nhân vì muốn đầy đọa cậu ta thì không cần nhiều như vậy. Trước mắt ta chỉ phát hiện Tả cô nương đã sử dụng loại dược vật này trên người Lý công tử. Không phát hiện cô nương bán loại thuốc này đi, do đó không biết cô nương trồng nhiều hoa anh túc như vậy là để làm gì. Tả Giai Âm nghiêng đầu cười đáp: nhân vì loại hoa này rất là đẹp. Hoa tuy đẹp nhưng có thể hại người. Câu nói này sao mà giống như mô tả một nữ tử mặt đẹp như Tây Thi nhưng lòng thì như rắn rết bỏ cạp. Tả Giai Âm điềm đạm nói: sự mỹ lệ của hoa anh túc không phải là cái sai của nó, nó chỉ là một đóa hoa anh túc vô tội, tội đây là ở người hân thường chúng. Tim của Mạnh Thiên Sở chật đập mạnh, lời này sao lại giống như nói cho riêng mình hắn nghe vậy. Lý Như Hàn ở bên cạnh cố nhịn chất ma túy phát tác, một mặt đang lo cho vận mệnh của mình. Mạnh Thiên Sở nói với Lý Như Hàn: ca ca của ngươi có phải là bị ngươi giết không? Vừa rồi đã thừa nhận, Tả Giai Âm xem ra cũng sẽ đứng ra làm chứng. Lý Như Hàn lại bị cơn nghiện đọa đầy, trong cơn thèm cùng cực gật đầu lia lịa: ngươi làm sao mà giết hắn, đem chuyện kể lại hết xem sao.
Lý Nhã Hàn khẩn cầu: "Sư gia, cầu xin ngài, cầu xin ngài cho tôi một viên trước đi, rồi tôi cái gì cũng nói cho ngài biết." Mạnh Thiên Sở lắc đầu: "Ngươi nói trước, ta mới đưa thuốc cho ngươi." Lý Nhã Hàn không dám cò kè. Lý Nhĩ đáp: Ca ca Lý Như Hiên của tôi đến kinh thành thi cử, tôi mượn cớ cầu học theo lên kinh thành. Trên đường tôi lén bỏ thuốc độc vào trong cơm nước khiến huynh ấy chết, sau đó đem thiêu thi hệ vận chuyển cho than trở về an táng, nói với phụ mẫu là ca ca tôi dọc đường bị bạo bệnh mà chết." Mạnh Thiên Sở quay sang hỏi Tả Giai Âm: "Cô hoài nghi chuyện này, tìm biện pháp cho Lý Nhã Hàn ăn nha phiến mắc nghiện, rồi mượn dịp này hỏi ra chân tướng đúng không?" "Ồ, sư gia ngài thật là thông minh." Tả Giai Âm tủm tỉm cười: "Khi ta và Nhữ Hiên ở cùng nhau, chàng ấy đã cho ta biết đệ đệ của chàng ấy nhất mực có ý giành gia sản. Sau khi đính hôn xong, tên Lý Nhã Hàn này là có ý giặc với ta. Do đó khi hắn mang cho cốt của Nhữ Hiên về, nói Nhữ Hiên bạo bệnh mà chết, ta đã hoài nghi hắn làm trò quỷ. Để tiếp cận và tra rõ chân tướng của hắn, ta đã đáp ứng cải hôn với hắn và lấy lý do phục tang cho Nhữ Hiên để kéo dài thời gian, nghĩ biện pháp cho hắn mắc nghiện, bức hỏi ra chân tướng của sự tình." Mạnh Thiên Sở thở dài: "Tả cô nương, cô nếu như đã tra rõ chân tướng, sao không giao hắn cho quan phủ trị tội, cho thẳng thừng xong xuôi luôn cho rồi, lại dùng phương pháp này đày đọa hắn làm chi?" "Thẳng thừng cho xong ngữ, như vậy chẳng phải là tiện nghi cho hắn quá rồi sao?" Lời nói của Tả Giai Âm vô cùng lạnh lẽo: "Cô cố ý dụ người ta dùng độc gây nghiện, đó là phạm tội." Nói xong hắn đột nhiên nhớ lại, lúc này vẫn chưa ai biết nha phiến là gì, càng không biết vấn đề dùng nha phiến hay lừa người ta dùng để mắc tội. Án chiếu theo quy tộc pháp định hiện tại, hành vi của Tả Giai Âm hiện giờ không cấu thành tội phạm gì cả. Tả Giai Âm cười ngọt ngào: "Vậy huynh bắt ta đi." Mạnh Thiên Sở đối với ánh mắt câu hồn của Tả Giai Âm căn bản không dám tiếp chiêu, ho khan một tiếng nói với Lý Nhữ Hàn: "Kha chủ công tử, là do ngươi giết phải không?" Lý Nhữ Hàn vội đáp: "Không, không, không phải tôi giết, là hắn tự trộm thuốc của tôi, dùng quá nhiều nên chết thôi." Tả Giai Âm cười lạnh lùng nói: "Ai bảo các ngươi trộm thuốc của ta? Ta đã cho các ngươi biết rồi, loại thuốc này chỉ phải do ta tự thân phối trí, căn cứ liều dùng do ta đưa ra mới có thể dùng được, còn không thì chỉ có chết thôi. Người đã không chịu nghe, còn thông đồng với hắn trộm thuốc của ta, quả thực là tự gây ra nghiệt, chết là vừa rồi." Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ hỏi: "Rốt cuộc là chuyện thế nào? Các người càng nói ta càng cảm thấy hồ đồ à?" Huynh bảo hắn tự nói đi." Tả Giai Âm đáp: "Lý Nhã Hàn biết sự tình mình mưu sát ca ca đã đủ để khiến rơi đầu, có nói ra chuyện này hay không cũng không ảnh hưởng gì mấy nữa." Liền Lý Nhĩ đáp: "Mỗi lần ta bị chứng nghiện phát tác, Giai Âm đều dạy vào ta đã đời mới cho ta thuốc, ta liền nghĩ trộm thuốc về. Chiều hôm kha chủ chết, ta ăn thuốc vào cảm thấy toàn thân tiêu sái phiêu diêu như tiên, thì kha chủ đến tìm ta, nhìn thấy rồi liền hỏi mãi đó là thứ gì. Ta liền nghĩ đến việc nhà hắn giúp mình trộm thuốc, cho nên đáp là thuốc này dùng vào rồi cảm giác sẽ như thế nào. Hắn hiếu kỳ liền đồng ý đi giúp ta trộm thuốc." Mạnh Thiên Sở liền hỏi: "Chiều trước ngày hắn chết, các ngươi làm trò lén lén lút lút ở Hoa Thuyền Ấn Nguyệt lại bàn bạc về chuyện này sao?" "Đúng vậy, chúng ta thương lượng làm cách nào để đến chi vị quán trộm thuốc." Mạnh Thiên Sở hiếu kỳ: "Ngươi làm sao biết chi vị quán có loại thuốc này?" "Loại thuốc này còn có mùi rất nặng, trước đây ta ở chi vị quán đã ngửi được mùi này, tuy là bị mùi hoa ngào ngạt che đi nhưng ta vẫn ngửi được, do đó đoán là chi vị quán nhất định có loại thuốc này. Từ mùi vị mà phán đoán chúng nhất định ở trong phòng của Giai Âm." Mạnh Thiên Sở nói với Tả Giai Âm: "Ta hiện giờ đã biết vì sao trên người cô lúc nào cũng có mùi hương đậm đà như thế, và khuê phòng của cô ở chi vị quán cũng vậy, thì ra là để che mùi thối của nha phiến." Tả Giai Âm cười cười, đôi mắt to đen láy long lanh như hai giọt nước, đầy vẻ hứng thú nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở không dám đối mắt với nàng, quay sang bảo Lý Nhữ Hàn: "Người cũng không ngốc, như vậy mà cũng phát hiện được chỗ giấu của nha phiến ư?" Thần tình của Lý Nhữ Hàn vô cùng ảm đạm: "Sư gia, nếu như ngài mắc nghiện, ngài sẽ phát hiện ra ngay thôi." Lời này đúng là lời thật, người bị nghiện nhất định là có khiếu giác linh mẫn hơn người thường đối với mùi vị này nhiều.
các ngươi làm sao mà trộm được thuốc vậy? Lý Nhất Hàn liền đáp: Kha chủ đến chi vị quán ăn cơm, sau đó tôi cũng đến chi vị quán, nó là có chuyện muốn thương lượng với Giai Âm. Khi hai chúng tôi nói chuyện trong khuê phòng của nàng ấy, Kha chủ đã hét lớn tiếng chỉ trích những chỗ không ổn ở nhã gian. Giai Âm đành phải vội vã đi ứng phó với Kha chủ. Tôi nhân cơ hội này tìm được một bảo thuốc nhỏ, lấy rồi chạy đi, sau đó Kha chủ cũng bỏ đi. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, hai tên này thanh đông kích tây, quả nhiên là biết bày mưu tính kế. Lý Nhã Hàn nói tiếp: Hai chúng tôi hội họp xong liền cùng đến Ấn Nguyệt Hoa Thiền. Kha chủ dùng trước một hoàn rất đắng lên nên nhổ xuống đất. Tôi cười nhạo hắn, hắn liền ăn một hoàn nữa nhưng vẫn ói ra, gọi Liên Y mang nước đến thấm giọng. Lúc đó tôi đã dùng xong một hoàn, từ từ cảm thấy đầu óc quay cuồng như đi mây về gió, mơ mơ hồ hồ thấy hắn uống nước vào rồi ăn một lúc mấy hoàn, sau đó hắn ói ra, sau đó hắn nói không khỏe rồi liền bỏ đi. Lúc đó Tú Bà và Liên Y cô nương trên hoa thuyền có tiến vào không? Có đến, có mang nước đến. Mạnh Thiên Sở lại quay sang hỏi Tả Giai Âm: Tả cô nương, hắn nói như vậy có đúng không? Đúng rồi, huynh hiện giờ không còn phải hoài nghi ta đầu độc giết Kha chủ rồi phải không? Mạnh Thiên Sở cười ra vẻ bối rối: Đó là điều cần trong việc điều tra bài trừ trong phá án, thỉnh Tả cô nương đừng cho là lạ. Những gì Lý Như Hàn khai phù hợp với những lời Tả Giai Âm, Lenny và Tú Bà nói lại phù hợp với những gì mà Mạnh Thiên Sở kiểm tra trên thi thể của Kha chủ. Chứng cứ đã rõ ràng Kha chủ chết là do dùng ma túy quá liều gây ngộ độc cấp tính mà chết, sau khi hiếu kỳ với cảm giác dùng thuốc trộm được từ chỗ của Tả Giai Âm. Nhưng Lý Như Hàn dẫn dụ người dùng độc thì tội là khó tránh. Án này coi như đã phá xong, nhân tiện phá luôn án Lý Như Hàn giết anh. Tuy là xấu xảo nhưng chả trách vận khí của Mạnh Thiên Sở quá may mắn. Lý Như Hàn dùng đôi mắt đau đáu nhìn Mạnh Thiên Sở. Nếu như hắn đã thành thật công khai, Mạnh Thiên Sở không muốn giày vò hắn nữa, đưa viên thuốc trong tay búng văng cho Lý Như Hàn. Lý Như Hàn giống như con chó tập nhanh viên thuốc, nuốt được ngay vào, giống như lữ khách đi giữa sa mạc khát cùng cực vậy. Sau khi được uống một hơi nước suối ngọt ngào mát lạnh, thở phào một hơi dài, từ từ nằm xuống đất chờ cảm giác đi mây về gió. Tuy đã phá hai án, đặc biệt là án công tử của Kha Chi Phủ được Mạnh Thiên Sở quan tâm nhất, nhưng hắn biết hiện giờ không phải là lúc ăn mừng, vì trên người của Tả Giai Âm còn rất nhiều bí mật chưa giải khai, và trong những bí mật ấy có thể tồn tại sự phạm tội. Nếu như hắn chưa phát hiện thì thôi, một khi đã phát hiện rồi thì không thể để đó không quản được. Mạnh Thiên Sở nói với Tả Giai Âm: Tả cô nương, hôm nay bỉ nhân có một phát hiện kỳ quái, muốn hỏi Tả cô nương, đây cũng là một trong những nguyên nhân bỉ nhân mạo muội đến đây bái phỏng. Vậy ư, có chuyện gì xin cứ hỏi. À, chính là vừa rồi bộ khoái trong nha môn chúng tôi phát hiện ra 5 thi thể trong hoa cỏ ở Giai Âm sơn trang của cô nương. Đó là những thi thể được bỏ vào trong bao chôn dưới đất. Tả Giai Âm cười cười, dường như Mạnh Thiên Sở đang nói đến chuyện của người khác chứ chẳng hề quan hệ gì đến nàng. Mạnh Thiên Sở hỏi: Tả cô nương có thể giải thích không? Giải thích cái gì? Vương Bộ Đầu tận mắt thấy xe ngựa của cô từ đây ra ngoài, rời khỏi thành đến Giai Âm sơn trang. Một trung niên che mặt đã chỉ huy người làm kéo 5 thi thể dùng bao bó lại đem chôn vào những cây cỏ. Cô nương không nhận thấy là nên giải thích cho rõ một chút hay sao? Tả Giai Âm cười ngọt ngào: Nếu ta không nói thì sao nào? Mạnh Thiên Sở bước tới một bước, nói gằn từng từ một: Không còn cách nào khác, trong trang viên của cô phát hiện 5 tử thi, và bộ đầu tận mắt chứng kiến xe ngựa chở tử thi là từ trong phủ của cô ra. Do đó ta chỉ có thể bắt cô đi. Nếu cần ta sẽ để chi huyện đại nhân dùng hình với cô. Đến lúc đó cô không thể không khai rồi. Lần này là ta nói thật đấy. Nụ cười trên mặt Tả Giai Âm từ từ biến mất, điềm đạm nói: Sư gia, lần này ngài làm hơi to chuyện rồi. Đừng nói là nhân hòa huyện nho nhỏ của các vị, cho dù là bố chánh sứ của Chiết Giang, đường đường cũng không làm gì được ta đâu. Ta biết, ta biết. Mạnh Thiên Sở cười cười. Điểm này hắn đã nghĩ ra khi tiến vào Tả gia, cũng nghĩ sẵn kế hoạch đối ứng. Ta biết bản lãnh của cô nương rất lớn, vỗ tay một cái là có thể điều tập cẩm y vệ, đông hán, thậm chí là quân đội, đạp bình huyện nhân hòa của ta. Tả Giai Âm cười:
Vậy huynh còn dám uy hiếp ta ư? À, nhân vì ta biết cô sẽ không động thủ với ta, hơn nữa cô sẽ đem rất nhiều chuyện nói cho ta hay, bao quát cả thân phận, thậm chí cả thân thế của cô. Vậy ư? Huynh bằng vào cái gì mà tự tin quá vậy? Hai mắt của Ta Giới Âm sáng ngời, tràn đầy sân sắc. Mạnh Thiên Sở bước tới một bước, dường như dán sát vào người nàng, nhìn vào hai mắt của nàng, đột nhiên đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nàng, kéo nàng sát vào người mình. Chính là vì cái này còn chưa đủ sao? Tả Giai Âm tránh né một hồi, đỏ mặt tránh. Bung ta ra, người khác nhìn còn ra thể thống gì nữa? Ai mà thấy được chứ? Hắn chuyển đầu nhìn Lý Nhã Hàn đang nằm ngửa người mơ màng trong gian phòng, rồi quay lại bảo: cho dù có thấy đi nữa thì đã sao nào? Ta cứ muốn khinh bạc nàng đấy. Nàng có bản lãnh thì gọi Đông Hán tới bắt ta đi. Huynh đừng cho là ta không dám. Tả Giai Âm hơi nổi giận, xoay chuyển người, ngược lại càng áp sát vào ngực hắn hơn, bàn tay phấn đánh khẽ lên đôi vai chắc chắn của Mạnh Thiên Sở. Huynh ngoại trừ biết khi phụ ta còn biết làm cái gì nữa nào? Biết nhiều, biết rất nhiều. Mạnh Thiên Sở hơi dùng người xuống, định hôn Tả Giai Âm. Tả Giai Âm thở hổn hển, thần tình hơi hoảng loạn tránh né hắn. Cũng vào lúc này, họ nghe tiếng bước chân từ ngoài đi tới. Tả Giai Âm cố sức giằn một cái, thoát khỏi vòng tay của Mạnh Thiên Sở, lùi ra xa mấy bước chỉnh sửa lại y phục, trừng mắt nhìn hắn, nhưng khóe miệng lại hàm chứa nụ cười e ấp. Lúc này có hai người vén rèm tiến vào, thì ra là tiểu nha hoàn vừa rồi và tiểu bộ khoái Tống Tưởng Vũ. Tống Tưởng Vũ nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, vội bước tới khom người ôm quyền: sư gia, tiểu nhân vô năng. Mạnh Thiên Sở liền vỗ vỗ vai hắn nói: không sao, Lý Như Hàn đã nhận tội giết anh và Lý Như Hiên rồi, hơn nữa đã dụ hoặc Kha chủ công tử, con trai của Kha chi phủ dùng độc dẫn tới tử vong. Người áp giải hắn đi, bên ngoài có Vương Bộ Đầu cùng các huynh đệ tiếp ứng. Hãy áp giải hắn về nha môn chờ thẩm tra, đồng thời thông chi cho Kha chi phủ là án Kha công tử trúng độc đã được phá giải rồi, là Lý Như Hàn dụ hoặc phục độc dẫn tới cái chết. Tống Tưởng Vũ vừa nghe nói án của con trai Kha chi phủ trúng độc đã được bị phá, không khỏi mừng rơn, dạ một tiếng xốc Lý Như Hàn đưa ra khỏi phòng. Tả Giai Âm sửa lại đầu tóc vừa bị làm rối, ngồi xuống một cái ghế gần đó, đưa mắt lườm Mạnh Thiên Sở một cái: huynh nếu như đã nhận định ta chôn năm thi thể ở sân trang, vậy ta là hung thủ giết người, vậy sao huynh vừa rồi lại hôn hung thủ giết người này làm chi? Mạnh Thiên Sở cũng ngồi xuống một cái ghế, chỉnh sửa áo quần: cha nàng xem có liên quan đến chuyện giết người hay không là chức trách của ta, hành động vừa rồi là tình cảm của ta, đây là hai vấn đề khác nhau, chẳng mâu thuẫn gì cả. Nếu như nàng thực sự là hung thủ giết người, ta vẫn sẽ không thể dung tình. Tả Giai Âm cười nói: huynh là sợ ta không dung tình đó chứ? Do đó mới nghĩ cách dùng một đao ôn nhu chế phục ta, dụ cho ta nói ra, sau đó toàn thân mà thối lui, nghĩ thêm biện pháp bắt ta phải quy oán, đúng không nào? Mạnh Thiên Sở hơi bối rối nói: cô nương, Mạnh mỗ chưa đến nỗi ti bỉ như vậy đâu, nam tử hán đại trượng phu sao lại dùng thủ đoạn đó chứ? Huynh có nghĩ như vậy hay không thì tự mình biết đi. Tả Giai Âm tủm tỉm cười: kỳ thật sử dụng thủ đoạn này đối phó với nữ hài tử như ta vẫn hữu dụng lắm chứ. Tả cô nương lại lo xa rồi, vấn đề Mạnh mỗ hỏi vừa rồi cô nương còn chưa giải đáp đấy. Tả Giai Âm khẽ thở dài: Mạnh gia, nếu như lời đã nói tới mức này thì ta đành đem lời thật nói cho huynh biết vậy. Chuyện này tốt nhất là huynh đừng quản, vì huynh có quản cũng không được đâu. À, ta biết. Chỉ có điều nếu như cô không đem phần chân thật gì đó nói ra, thì có câu người không biết sẽ không sợ, e rằng ta sẽ không vì mấy câu sơ sài của cô nương mà bị dọa sợ chạy đâu. Tả Giai Âm cười thật ngọt ngào, đột nhiên hỏi một câu không đâu vào đâu: Mạnh gia, huynh muốn nghe chuyện cũ không? Ai cha, lúc này mà tả cô nương lại đột nhiên muốn kể chuyện, xem ra là có liên quan đến câu hỏi của ta, không nghe e rằng không được rồi, vậy thỉnh cô nương hãy kể đi. Huynh vừa rồi chẳng phải là phỏng đoán ta sẽ đem thân phận, thậm chí thân thế của ta nói cho huynh biết sao? Vậy được, ta sẽ nói từ đầu vậy. Ta biết phu nhân ở nhà nhất định đã đem lời ta nói ra kể lại cho huynh nghe rồi, nhưng những gì nàng ấy nói là không hoàn chỉnh. Tả Giai Âm khẽ vuốt vài ngọn tóc rủ xuống trán, từ từ nói: ta 3 tuổi vỡ lòng, 5 tuổi đọc luận ngữ, 6 tuổi thuộc thi kinh, 7 tuổi bắt đầu theo sư phụ ta tập võ,
Mỗi ngày khi trời còn chưa sáng là đã phải thức dậy, đọc sách, tập võ. Khuê nữ của nhà người khác chỉ học kinh sách dành cho nữ nhân, còn ta thì đọc tích Hoa Mộc Lan. Nữ nhân người ta học may vá thêu thùa, còn ta thì học múa đao thương côn bổng. Vì sao lại cực khổ như vậy? Mạnh Thiên Sở liền hỏi. Nhân vì cha ta muốn có một đứa con trai, không ngờ ta lại là gái. Mẹ ta cảm thấy không phải với cha ta, cho nên coi ta như con trai mà nuôi lớn lên. Ngày ta 11 tuổi đã theo mẹ học kinh doanh buôn bán, 14 tuổi đã làm trưởng quầy. Huynh có biết không, ta thật không cảm kích người, tự người không hạnh phúc lại muốn đem hạnh phúc cả đời của con gái mà kéo theo. Cô có thể là hiểu lầm mẹ cô rồi. Bà ta có thể là hy vọng cô thành tài. Dù sao chúng tôi ở chỗ này cũng là cô nhi quả mẫu, không có một nam nhân nào để dựa dẫm vào, có phải vậy không? Ta nghĩ vậy. Vậy tôi có gì sai sao? Mẹ nhất mực chờ người cha phụ bạc của tôi về, nhưng cha tôi đã mang cho mẹ thứ gì đây? Ngoại trừ vết thương lòng chịu cả đời, còn có gì khác sao? Phụ thân của cô có thể là có chỗ khó xử riêng. Tả Giai Âm nhón lấy một miếng anh đào vừa to vừa hồng trên bàn bỏ vào miệng, từ từ nhai, rồi nhả hạt ra lòng bàn tay nói. Kỳ thực ta cũng không để ý đến mẹ lắm, nhân vì mẹ ruột của ta không phải là người. Câu nói này chính là câu khiến cho Mạnh Thiên Sở kinh hãi nhất trong đêm nay. Tả Giai Âm nhìn vẻ cả kinh của hắn liền cười. Mạnh gia thật là hiếm có, không ngờ ta có thể nhìn được vẻ cả kinh của huynh. Mạnh Thiên Sở mỗi lần nhìn nụ cười đơn thuần của Tả Giai Âm như vậy đều có cảm giác tê liệt khắp người, gượng cười đáp. Cô coi ta là thần tiên rồi, ta cũng là người thôi. Kỳ thực huynh cả kinh cũng không có gì làm kỳ cả, bởi vì trong phủ này từ trên xuống dưới, ngoại trừ ta và mẹ cùng mẹ ruột của ta ra, không có người thứ ba nào biết cả. Cha cô cũng không biết hay sao? Mạnh Thiên Sở hơi lấy làm lạ. Đúng vậy, mẹ ruột ta là thiếp thân nha hoàn của mẹ ta. Khi cha ta chuộc thân cho mẹ, nhân vì mẹ và mẹ ruột ta sống dựa vào nhau nên đã cầu cha ta chuộc luôn cả hai người. Ta dường như đã minh bạch một chút rồi. Cha cô chuộc nữ tử Thanh Lâu và nha hoàn của người ta ra cùng một lúc. Làm được như vậy, nhất định mẹ ruột của cô cũng rất là đẹp. Đúng vậy, người tuy không đẹp bằng mẹ ta nhưng cũng xinh xắn muôn phần. Vốn ra khi mẹ ta và cha về sống chung với nhau, định tìm một người tốt gả mẹ ruột của ta đi, nhưng không ngờ trong một lần say cha ta đã động phòng rồi. Khi tỉnh dậy mới phát hiện người động phòng chính là mẹ ruột của ta. Sau đó mẹ ruột mang thai ta, còn mẹ thì không biết gì. Thì ra là nàng hầu này rơi vào bẫy của lão gia, có mang luôn. Đúng là kế cũ, nhưng cái bẫy có cũ dích cách mấy cũng thường dễ phát sinh và hiệu nghiệm vô cùng. Tả Giới Âm nói tiếp. Điều này cũng là duyên cớ vì sao ta không có mấy cảm tình với cha. Cha là cha ruột của ta, nhưng người mà cha yêu không phải là mẹ ruột ta. Chỉ nhân vì rượu mà nhìn lầm người, coi mẹ ruột ta thành mẹ nên mới có ta. Sau đó thì sao? Sau đó cha lên kinh, mẹ và mẹ ruột đều có thai. Khi mẹ biết chuyện rồi thì không hề trách gì mẹ ruột ta cả, tha thứ cho người. Hai nữ nhân cùng chờ cốt nhục của Tả gia xuất thế. Nhưng không ngờ hai tử mà mẹ sinh ra là thai chết, nghe nói còn là bào thai nam. Mẹ ruột sinh ta ra, sau đó mẹ không chịu nổi sự đả kích này, đã sinh bệnh. Khi khỏe rồi nên nói với mẹ ruột đòi ta. Mẹ ruột cô đáp ứng sao? Mẹ lúc đó nói nếu như không đáp ứng thì đuổi cổ hai mẹ con ta ra đường. Mẫu thân của ta lúc đó mới 16 tuổi, mang theo ta làm sao mà sống đây. Hơn nữa mẹ ruột của ta chỉ là một nha hoàn của mẹ ta, sau đó để cho đứa con mình tiếp tục sống, người đã bằng lòng. Mạnh Thiên Sở hít sâu một hơi rồi thở dài nói. Vậy cô biết chuyện đó từ khi nào? Từ 2 năm trước. Ai cho cô biết vậy? Ta vô tình nghe được, ta hỏi hai người, mẹ ruột bây giờ mới khóc nhận ra. Mẹ ruột của cô thật là có mệnh khổ à? Con ruột của mình ở ngay trước mặt mà không thể nhận nhau. Còn khổ hơn nữa ấy. Thần tình của Tả Giai Âm thảm não, từ từ nói. Vào 3 năm trước, sau khi cha ta về chưa lâu, mẹ ta lo cha ta sẽ thật lòng yêu mẹ ruột ta mà không muốn bà nữa, đã cố ý đẩy mẹ ruột ta vào trong lò lửa, khiến mặt bị đốt hư luôn. Mẹ cô sao lại... ác độc ư, phải vậy không? Mạnh Thiên Sở gật gật đầu. Tả Giai Âm đứng dậy, bước ra ngoài cửa,
xoay lưng lại Mạnh Thiên Sở. Hai người thật lâu không nói với nhau câu nào. Thì ra là Tả Giới Âm lại có thân thế như vậy, thật khiến người ta thở dài. Mạnh Thiên Sở nói tiếp: Lệnh tôn nhất định là biết chân tướng rồi, thương tâm quá độ mới sinh bệnh đúng không? Huynh thật là thông minh, huynh làm sao mà biết như vậy? Cha cô dỗ lòng cưới con gái của lại bộ thượng thư, lo lắng cho hai người mẹ của cô, lén lén trở về cấp tiền cho hai người. Cần phải biết đây là sự mạo hiểm rất lớn, nhưng cha cô vẫn làm. Sau đó còn bỏ hôn chạy về bên cạnh hai người, đủ thấy trong lòng ông ta hai người mẹ của cô có địa vị như thế nào rồi. Nhưng mẹ cô lại ghen, sợ cha cô yêu mẹ ruột, hủy dung nhan của người. Với cảm tình mà cha cô dành cho hai người như vậy, kết quả này nhất định là khiến cho ông ta giận bốc hỏa, công tâm, không bệnh mới lạ. Đúng vậy, từ khi phát sinh chuyện này xong, cha ta nằm liệt giường rất nhiều ngày, sau đó đầu thường hay đau. Và mỗi lần đau đầu đều đập đầu vào tường. Sau đó sư phụ thấy cha thống khổ như vậy, liền phối một thứ thuốc cho người dùng. Sau khi dùng xong, chứng đau đầu bị áp xuống. Chỉ có điều mỗi lần đau đầu đều phải dùng, lượng dùng ngày càng nhiều, nếu không không thể trấn áp sự đau đớn kịch liệt. Chỉ có điều thân thể ngày một yếu đi. Mạnh Thiên Sở thở dài: Nếu như lệnh tôn cứ dùng thuốc như vậy, thân thể chỉ sợ không chống được bao lâu nữa đâu. Đúng vậy, ta làm gì không biết điều đó đây. Nhưng làm cách nào bây giờ? Những lang trung có thể mời thì đã mời hết rồi, biện pháp có thể nghĩ ra cũng đã nghĩ hết rồi. Trong lúc bó tay chịu phép mới dùng hạ sách này. Không những cha ta, mẹ ruột ta sau khi bị cháy mặt cũng đau đớn kịch liệt, ngày đêm không thể ngủ, kêu thảm rên rĩ thấu rồi. Mấy ngày sau thân hình tiều tụy. Ta thấy mẫu thân chịu cơn giày vò kịch liệt như vậy vô cùng bất nhẫn, mới cấp cho mẫu thân dùng loại thuốc này chống đau. Không ngờ ngày dài tháng rộng, mẫu thân ta cũng đã bị nghiện rồi. Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết bệnh nhân bị phỏng trong tình huống không có thuốc giảm đau sẽ chịu thảm cảnh thống khổ như thế nào, nên cũng thở dài nói: Cái này thì không thể trách cô được. Lời này là lời thật, vì người trong thời đại này còn hiểu quá ít về tính nghi hại của nha phiến, chủ yếu là xem trọng tính ma túy an ủi tinh thần, giảm đau cực mạnh của nó. So với tri thức của người hiện đại về chất độc bản A cực kỳ tệ hại, quả là một trời một vực. Tả Sai Âm liền nói: Sư phụ sau đó nói cho ta biết, người nghiên cứu loại thuốc này nhiều năm, nhất mực thử rút trích dược vật từ quả A phù dung, kỳ vọng có thể phối trí một loại thuốc có thể duyên niên ích thọ, nhưng nhất mực không khống chế được tập tính của nó. Do sư phụ của ta cần một lượng lớn loại dược vật này tiến hành kiểm nghiệm phối trí, hơn nữa cha mẹ ta cần dùng lượng thuốc ngày càng tăng, cho nên ta và sư phụ thương lượng với nhau xong, đem Giai Âm Sơn Trang do cha mua tặng ta trồng đầy loại cây A phù dung này để thu hái quả, phối luyện thuốc. Ta phụ trách trồng hoa, sư phụ ta phụ trách phối thuốc. Mạnh Thiên Sở lắc đầu nói: Các người quả là không hiểu biết tập tính của nha phiến, và cũng không biết nên dùng thế nào để loại nha phiến này phát huy công hiệu mạnh nhất của nó đúng không? Tả Giới Âm vừa kinh vừa mừng: Mạnh gia, ngài nhất định là hiểu loại nha phiến này phi thường đúng không? Ngài dạy cho ta đi được không? Ta đảm bảo ngài sẽ vinh hoa phú quý. Vừa nói đến đây, Tả Giới Âm dừng ngay lại, không nói tiếp nữa. Mạnh Thiên Sở cười ha ha hỏi lại: Cô đảm bảo cho ta vinh hoa phú quý sao? Cô rốt cuộc là ai? Đương kim công chúa sao? Ta không phải là công chúa, nhưng về một số ý nghĩa nào đó mà nói thì quyền lợi của ta không nhỏ hơn công chúa chút nào đâu. Vậy cô nói trước thử xem, rốt cuộc cô là thần thánh phương nào? Nếu như cô có thể làm ta tin thật, có thể ta sẽ giúp cô. Mạnh Thiên Sở là bác sĩ pháp y, đương nhiên nắm rõ đặc tính của nha phiến như trong lòng bàn tay, chỉ điểm một số điểm da lông phía ngoài cũng đủ làm những kẻ này mừng như điên rồi. Trong mắt của Tả Giới Âm hiện lên vẻ hưng phấn vô cùng: Mạnh gia, lời này là thật sao? Quân vô hí ngôn. Mạnh Thiên Sở huênh hoang ra vẻ hài hài một chút rồi mới nghiêm túc đáp: Đương nhiên là thật rồi. Vậy được, ta cái gì cũng sẽ nói cho huynh hết, huynh nhất định phải giúp ta. Tả Giới Âm móc từ trong người ra một thẻ bài nhỏ, bước lên trước một bước đưa cho Mạnh Thiên Sở xem. Mạnh Thiên Sở tiếp lấy nhìn thấy đó là một khối bài bằng ngọc, ở mặt trước có khắc chữ nổi: Khâm Mạnh Vũ Linh Thiên Sư Tả Giới Âm. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ, số 12, lật mặt sau thấy có khắc: Phụng chỉ luyện đan, tất cả đều nghe theo lệnh, ai kháng lệnh khép tội kháng chỉ. Mạnh Thiên Sở lật tới lật lui nhìn,
Vũ Linh Thiên Sư sao? Trước mắt hắn hiện lên một vị pháp sư thân mặc đạo bào, tay cầm kiếm gỗ đào, múa may quay cuồng niệm chú trên pháp đàn, không khỏi tức cười nói: cô là thiên sư sao? Đạo hiệu là Vũ Linh ư? Đúng vậy, đạo hiệu của ta là Vũ Linh. Sư phụ của ta có đại hiệu là Kim Linh. Thiên sư đều dùng chữ Linh đặt tên cho đạo hiệu, sao hả? Tả Giai Âm thấy Mạnh Thiên Sở không có vẻ kính ngưỡng gì, ngược lại còn cười cười ra vẻ trào phúng, không khỏi lấy làm lạ. Thiên sư là một xưng hiệu mà đạo sĩ cực kỳ tôn sùng. Trong những năm Gia Tĩnh, đạo sĩ được tôn sùng rất dữ dội. Những điều này đều là do Gia Tĩnh hoàng đế do sùng tín đạo giáo phi thường mà thành. Rất thích thần tiên lão đạo, một lòng cầu trường sinh bất lão. Ông ta tìm kiếm phương sĩ, bí phương ở khắp nơi. Rất nhiều người có thể vì điều này mà một bước lên trời. Những văn nhân cũng soạn tả thanh từ cho Gia Tĩnh hoàng đế. Ấy chính là những từ văn cầu khẩn thượng thiên theo nghi thức đạo giáo. Thậm chí vì thế mà trở thành tể tướng, nhân gian đương thời gọi là thanh từ tể tướng. Nghiêm Tung chính là nhân vật đại biểu trong số này, rất giỏi về tả thanh từ, có tài về hiểu biết tâm tư của hoàng đế. Gia Tĩnh hoàng đế mê tín đơn dược phương thuật, nên phái người đi khắp nơi hái linh chi, thường uống đơn dược do các đạo sĩ luyện chế. Ông ta còn một mực tin lời bọn đạo sĩ nói thân thể thiếu nữ là lô đỉnh luyện đơn thái âm bổ dương, thậm chí phải lấy máu huyết kinh nguyệt của các xử lữ mới lớn, trộn thêm thảo dược và các vật chất khoáng sản và luyện thành một loại thuốc viên gọi là Hồng Duyên Hoàn, nói là có thể uống vào sẽ trường sinh bất lão. Kỳ thực đó là một loại xuân dược, uống vào tinh thần sảng khoái gấp trăm lần. Và cũng có thể đây là nguyên nhân mà một số loại thuốc kích dục ma túy ngày nay lấy tên là viên hồng. Bọn đạo sĩ nói luyện đơn cần sưng sớm buổi sáng, Gia Tĩnh liền cho cung nữ dậy sớm đi thu sưng sớm này. Công tác thu hứng sưng sớm cực khổ phi thường, các cung nữ chịu không nổi. Cuối cùng vào năm 1543 đã phát sinh một vụ cung biến nhâm dần, có nghĩa trung biến và năm nhâm dần, do cung nữ phát động suýt chút nữa xiết cổ chết Gia Tĩnh, cho thấy Gia Tĩnh tín phụng đạo thuật đã lên đến mức độ nào. Cũng có thể vì nguyên nhân này, Gia Tĩnh hoàng đế vô cùng xem trọng bọn đạo sĩ. Sau khi tự thân tuyển chọn, ông ta nhậm mệnh cho 20 người ông ta cho là có đạo thuật chân chánh thành thiên sư, 200 người làm pháp sư phụng chỉ luyện đơn dược duyên liên ích thọ trường sinh bất lão, và ban cho họ đặc quyền rất lớn. Mạnh Thiên Sở đương nhiên không biết trong chuyện này còn có những nguyên nhân sâu xa, cho nên chỉ hết thảy 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 cái ngọc bài nói: đây là khối bài mà dưới chi vị quán ngày đó cô nương dùng để dọa cho tên tiểu dịch tướng đó sợ run cầm cập đó sao? Đúng vậy. Tả Giai Âm hơi bất mãn với thần tình bông đùa cười cợt của Mạnh Thiên Sở. Huynh biết không, trong toàn quốc đạo sĩ hàng ngàn hàng vạn, nhưng được khâm mệnh chỉ có thiên sư và pháp sư thôi. Hai loại người này thì trong cả nước chỉ có 22 người có tư cách cầm trong tay ngọc bài ngà voi tượng trưng cho thiên sư. Bằng cái ngọc bài này, không những là quan phủ nha môn mà ngay cả Đông Hán hay Cẩm Y vệ đều phải nghe theo lệnh, nếu không bị coi như là kháng chỉ. Lợi hại vậy sao? Kháng chỉ rồi thì bị xử phạt làm sao? Chém cả nhà, tru di cửu tộc. Oa, hèn gì tên tiếu dịch trưởng đó sợ cong đít lên như vậy. Mạnh Thiên Sở vội thu lại nụ cười, trả ngọc bài cho Tả Giai Âm. Thì ra là Tả cô nương là thiên sư. Tả cô nương tuổi đời còn trẻ như vậy, lại không phải là đạo cao, sao có thể làm thiên sư được vậy? Dựa vào nha phiến. Thần tình của Tả Giai Âm có phần đắc ý. Sư phụ ta lúc còn trẻ đã vân du Nam Phương, biết thương nhân ở hải ngoại có một thứ thuốc gọi là A Phủ Dung, có thể chống đau hữu hiệu. Lúc đó cha mẹ ta bị bệnh không chịu nổi, sư phụ liền trường đồ bạt thiệp đến Nam Phương, dùng trọng kim mua giống A Phủ Dung từ tay thương nhân hải ngoại về trồng luyện ra nha phiến. Sư phụ ta phát hiện ra nha phiến có công hiệu thần kỳ rồi, kinh quan nghiên cứu một thời gian dài, phối tạo với dược vật quý hiếm, cuối cùng luyện thành kim đan. Phục dụng xong có thể khiến cho tinh thần người ta tăng tiến trăm lần, duyên niên ích thọ. Lời này khiến cho Mạnh Thiên Sở nhớ tới nha phiến còn có một danh xưng là phúc thọ cao, liền nhíu mày. Nha phiến tuy có thể khiến người ta sản sinh cảm giác vui vẻ, nhưng sự nguy hại đối với thân thể là rất lớn. Tả Giai Âm thở dài nói: đúng vậy, cái này ta cũng biết. Do đó kim đan luyện thành xong, ngoại trừ tiến cống, chúng ta không tặng hay bán ra ngoài. Như vậy rất tốt, xem ra kim đan do các ngươi tiến cống rất được hoàng thượng thưởng thức. Đúng, sư phụ ta thông qua một vị thiên sư giao hảo ở kinh thành, dẫn đến
Tiến đem đơn dược tiến cống vào cung. Không lâu sau, hoàng thượng hạ chỉ phong sư phụ ta và ta làm thiên sư, định kỳ tiến cống kim đan. Vậy sao? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, nếu như chỉ dùng độc hại một mình hoàng thượng, không nguy hại cho dân chúng, thì hắn cũng chẳng cần quản làm gì. Hắn nhìn thấy trong vẻ cười cười của Tả Giai Âm có chút gì đó ưu sầu, hiếu kỳ hỏi: Tả cô nương làm thiên sư rồi, ngay cả Đông Hán cũng sợ cô ba phần, còn có gì để đáng cô phiền não nữa đây? Đối với sự khống chế của kim đan, ta hiện giờ mới phát hiện không dễ dàng như ta đã nghĩ. Dùng nhiều rồi sẽ trúng độc mà tử vong, dùng ít thì không đạt hiệu quả. Bệnh đau đầu của cha ta càng lúc càng nặng, nhưng ta không dám tăng lượng thuốc, sợ trúng độc. Mạnh Thiên Sở nghĩ tới mấy thi thể kia liền nói: Do đó cô dùng người khác để thử thuốc đúng không? Tả Giai Âm lắc đầu: Đây không phải là ý của ta, mà là chỉ ý của hoàng thượng. Vậy là ý gì? Hoàng thượng chuyên môn tuyển một số người từ những phạm nhân bị tội tử hình, cấp cho các thiên sư dùng để thử thuốc, sau khi tin chắc là không có vấn đề gì rồi thì mới có thể tiến cống cho hoàng thượng. Những người đó đều do hoàng thượng điều đến để thử thuốc. Việc này, việc thử là chủ yếu do sư phụ ta phụ trách thôi. Ta có lòng ngăn cản nhưng không còn cách nào khác. Nghe nói thế, trong lòng của Mạnh Thiên Sở dâng lên sự an ủi lạ kỳ, phảng phất như vừa quẳng bỏ tảng đá nặng trong tâm. Chính vào lúc này, một nha hoàn hoảng hốt chạy vội vào báo: Cô nương, không xong rồi, lão gia ngất đi rồi, hiện giờ hơi thở đã yếu lắm rồi, sắp không xong đến nơi rồi. Tả Giai Âm cả kinh thất sắc, không kịp chào hỏi gì Mạnh Thiên Sở, chạy vội ra khỏi phòng. Mạnh Thiên Sở đuổi theo hỏi: Tả cô nương, ta đi thăm bệnh lệnh tôn một chút được không? Tả Giai Âm cảm kích cười, gật gật đầu. Hai người tiến đến một tòa nhà vườn nhỏ khác, trong vườn đầy nha hoàn và người hầu đều hiện vẻ mặt kinh hoàng. Hai người tiến vào cửa, bên trong là một căn nhà rộng rãi. Ở phòng có giường lớn, bên giường có một nữ tử trung niên ngồi đang khóc sụt sùi. Đứng sau lưng bà ta là một nữ tử che mạng đen cũng đang khóc tức tưởi. Một lão đạo râu tóc bạc phơ cũng đang ngồi bên giường, thần tình ngưng trọng, không ngừng lắc đầu. Tả Giai Âm bước đến cạnh giường hỏi lão đạo: Sư phụ, cho con thế nào rồi? Lượng thuốc quá lớn, sợ là chịu không thấu, e là không qua khỏi đêm nay. Tiếng khóc của hai nữ tử càng lúc càng lớn hơn, các nha hoàn người làm ở bên cạnh cũng khóc theo. Mạnh Thiên Sở bước tới hai bước, nhìn lướt qua lão nhân ốm yếu đang nằm thiêm thiếp trên giường. Nhớ lại vừa rồi Tả Giai Âm đồng ý tăng lượng thuốc nên dẫn tới tình trạng trúng độc, hắn thấy tình huống nguy cấp, không nghĩ ngợi gì vội bảo: Mau tiến hành cho nôn, đem dược hoàn đã uống vào lôn hết ra. Lão đạo bấy giờ mới phát hiện ra phía sau còn có một cậu thanh niên đang đứng nhín đô mề bạc. Ngươi là ai? Tả Giai Âm vội đáp: Sư phụ, đây là hình danh sư gia Mạnh Thiên Sở của huyện Nhân Hòa đặc biệt đến đây thăm cha con. Sau đó lại giới thiệu với Mạnh Thiên Sở: Mạnh gia, vị này là sư phụ Kim Linh đạo trưởng của ta, còn đây là mẹ và vú nuôi của ta. Mạnh Thiên Sở chỉ mỉm cười gật gật đầu, không còn quan tâm đến việc khách khí gì nữa, bước thêm một bước vén mi mắt của Tả lão gia tử lên xem, phát hiện con ngươi trong mắt đã co lại nhỏ như đầu tăm, liền dùng tay hu hưa trước mắt ông ta. Thấy con ngươi không phản ứng gì, liền nói: Lão gia tử uống thuốc quá nhiều, đã trúng độc nặng rồi, cần phải lập tức cho nôn, nếu không sẽ chết đấy. Lão đạo hừ một tiếng: Cho nôn ư? Nôn xong rồi cơn đau đầu kịch liệt cũng lấy mạng của ông ấy thôi. Điểm này Mạnh Thiên Sở đương nhiên là biết, đoán là Tả lão gia tử có thể là bị khối u trong lão. Chứng đau đớn kịch liệt đó không phải là thứ mà người ta có thể chịu nổi, sẽ dẫn tới vì đau đớn quá mà choáng váng rồi tử vong. Nhưng hắn hiện giờ không quan tâm đến chuyện đau đầu, vội kêu lên: Cho nôn trước, chứng đau đầu của ông ta có cách chữa. Lão đạo đó nhìn lên nhìn xuống Mạnh Thiên Sở, bán tín bán nghi: Người biết y thuật sao? Mạnh Thiên Sở gấp lên nói vội: Trước hết khoan hỏi việc khác vội, mọi người cần phải tin ta, đem độc dược cho nôn hết ra, giải cái nguy nan trước mắt rồi tính sau. Chuyện chống cơn đau đầu ta có biện pháp. Tả Giai Âm nói: Sư phụ, Mạnh sư gia biết tập tính của A Phù Dung, con tin là huynh ấy có biện pháp. Vậy ư? Lão đạo mày trắng dường như cố nhìn Mạnh Thiên Sở cho rõ hơn: Người biết A Phù Dung sao? Ông trời ơi, A Phù Dung còn gọi là nha phiến, thuốc phiện, ma túy, là một loại cây cỏ họ anh túc, được chưa? Mùa hè nở hoa màu hồng, tím và trắng, quả hình cầu hoặc hình thoi, mầm nhỏ mà nhiều,
quả chưa chín của anh Túc có thể dùng đao bén cắt phá bỏ, chờ chất dịch chảy ra khô lấy đi, hong khô thì thành nha phiến sống. Nha phiến có tác dụng chấn định tinh thần, chống đau chủ yếu là do chất morphine bên trong đó. Các người đừng có hỏi nữa được không? Cứu người trước gấp hơn. Mạnh Thiên Sở nói một hơi không kịp thở, chẳng cần biết họ nghe có hiểu không, lại bổ sung thêm: ta biết các người trồng đầy anh Túc ở Giai Âm Sơn Trang, ta cũng biết làm cách nào để phát huy tác dụng giảm đau của nha phiến, do đó ta có biện pháp giúp Tả lão gia tử chống đau. Chúng ta mau kích nôn cho ông ta, ói hết thuốc trong bụng ra, giải độc trước. Nha phiến không được mấy người biết ở Minh Triều, Mạnh Thiên Sở nếu như biết, khẳng định là hiểu rõ loại này. Lão đạo nghe hắn sổ ra một tràng, tức thời tin ngay, gọi người nhà bưng một bồn nước ấm lên, móc từ trong người ra một bình thuốc nhỏ, chút một ít phấn màu hồng ra tay bóp nhuyễn bỏ vào miệng Tả lão gia tử, dặn người để hé miệng Tả lão gia tử ra, dùng cái bồn nước đổ vào miệng, xong bảo đem bồn ói tới. Chốc lát sau, Tả lão gia tử tỉnh lại, bị lật nghiêng người qua ói tổ tổ xuống bồn. Sau khi nôn xong, ông ta bị đè đổ nước tiếp, đổ xong lại ói, liên tục như vậy cho đến khi hết sạch một bồn nước ấm to rồi mới ngưng. Các bạn thân mến, câu chuyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.